Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình tiếp tục review mấy cây bông trang lá hẹ nha. Các bạn xem. Ở hàng bên đây một cốt nè mọi người. Còn bên đây, bên đây bông đang trổ rộ lên đó. Cái chậu này theo như hổm gà mình đọc trên mạng thì có người gọi là lá kim nữa mọi người, trang kim hoặc là trang lá hẹ. Đó, chỗ này đẹp không? Khi mà nó cao lên là mọi người thấy nó một thân à. Cầm lên một mình nó rất là đẹp.